Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Thuận An, quận Thốt Nốt lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Vừa qua, bằng nguồn vận động xã hội hóa 80 triệu đồng, chính quyền địa phương và đội từ thiện giảm giá đường phường Thuận An đã tiến hành nâng cấp sửa chữa rải nhựa đá dọc theo hai đường dẫn của tuyến đường cầu Rạch Rầy, khu vực Thới Bình 2 với chiều dài hơn 85 mét. Qua đây tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương.